Mỹ Cà Lam chào cả nhà nhé. Hôm nay Mỹ sẽ làm bánh ké sandwich với trứng nha. Chờ rồi nha. Phô mai kêu bỏ trứng luôn trứng nha mọi người. Ok, mình bỏ nước tương nha. Ok, mình đợi lại. Mời cả nhà. Cái trời. Quan nó miếng luôn.